Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay ấy, mình sẽ ra Daiso nhá, ở bên Hàn Quốc ấy mọi người. Thì đợt trước ấy mình có đọc được comment của một bạn ấy, bảo mình là chị ơi chị ra Daiso chị quay cái kính mà diễn viên KO ấy quảng cáo đi, có thật là 260 không chị? Thì hôm nay mình ra Daiso nhá. Mọi người xem nhá, bên Hàn Quốc ấy người ta vứt rác này, vứt quạt với lò vi sóng này, quay lấy đầu Samsung hoàn hoa nhá. Đấy, đây kính ở Daiso đây mọi người ơi, vẫn còn rất là nhiều nhá. Đấy, trông hay nhỉ, có 2.000 won tính ra gần 40.000 tiền Việt thôi mọi người ạ. Mọi người nhìn chưa? Đấy, nhưng mà mặt mình hơi to nhá. Đấy, có nhiều kính rất là đẹp mọi người này, có nhiều kính rất là đẹp nhá, có 1.000 won đấy, tính ra gần 20.000 tiền Việt. Mình mua mấy cái về đeo, về Việt Nam đeo mới được. Mọi người thấy màu này đẹp không? Hay là màu này đẹp? Hay màu xanh này đẹp? Màu xanh này cũng đẹp ha. Mua 2 cái nhé, về Việt Nam đeo. Đấy, thành 3 cái này. Đấy, trong cái hộp này cũng đẹp ha. Đây của nam rồi, nữ đây này. Đấy, hình trái tim này cũng đẹp ha, nhưng trông buồn cười nhỉ. Cái màu trắng này cũng đẹp mọi người này. Bên trong mình nhìn mặt mình hơi bé mọi người ạ. Bên trong mình hơi bé nhá. Cái này cũng đẹp, cái màu vàng này. Mình thấy nhiều người đem mua màu vàng. À, các đồ nến thơm để nhà vệ sinh ở Hàn Quốc mọi người này, có rất nhiều mùi nhá, nhưng mà mình thấy nó không thơm đâu mọi người, mùi cà phê này. Đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng không thơm mấy đâu, nhưng mà bán rất là chạy mọi người, có loại bé loại to loại đào này. Cái chỗ này là nến thơm này, hầu như người ta để dùng nến thơm mọi người, chứ người ta không để cúng đâu, mình hay mua về cúng á. Nhưng bên Hàn Quốc người ta hay để làm thơm, để nến thơm, nhìn đẹp không? 5.000 luôn, mùi hoa hồng. Cái lọ đẹp nhỉ. Đây, cái này một thời nổi tiếng nguyên Hàn đây. Đây, này người ta đốt lên để thơm phòng ấy. Bên dưới một đống luôn. Nhìn cái này dễ thương nhỉ. Nhìn cái lọ bé bé dễ thương ha. Có 3.000 luôn này. Đấy, gần 60.000 tiền Việt. Cái lến dài này. Bên này là lến cúng này. À để đâu, hình như lến cúng để thơm phòng hay sao ấy. Cái này là lến nhỏ nhỏ này. Mình hay mua cái này về cúng, đốt lến mình cúng này. Còn mấy cái này là khay đựng lến ấy. Những hay ha. Đây lến cúng này này, đến cây cúng này. Đây là nhang mọi người này, nhang Hàn Quốc người ta bán này. Đấy. Ai xin đi sao? Đi sao? Đi sao? Đây là cái để khai đựng nến này, dễ thương không? Cái này là nước thơm này, nước thơm để sợ để xe ô tô đấy. Này, trông nó bán cả lít này cơ mà. Để trong xe ô tô mọi người. Đấy, hàng rẻ thôi, phải hàng đắt. Lavender này. À, bên dưới là cái que để cắm vào ấy. Nói chung là cái chỗ này là hàng rẻ mà, nên là nhiều người đến mua lắm. Đây này. Đấy. Mua xương xương thôi mà cũng mất 20.000 won mọi người. Tính ra tiền Việt là gần 400.000 ấy. Mua mỗi tí thôi mà. Mình đang đi siêu thị nhá, thì bây giờ nó đang giảm giá đồ hè mọi người ạ. Bắt chuẩn bị có đồ mùa đông ấy. Đây nó toàn giảm giá 50% này. Tiếp nối video thì mình
đi siêu thị mọi người nhá. Hôm nay đi siêu thị xem có gì hay hay mua. Hôm nay cuối tuần mọi người ạ. Đi siêu thị nhá, lần đầu tiên mọi người. Đu đủ sấy nhá. Đu thử sấy dẻo ấy mọi người. Hay chưa? Em bên này là cái gì? Bên này là đào này. Đào sấy. Cái này là dứa này. Sí. Cái này là sứa thì không, quên dứa thì không nói làm gì nhá. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy đu đủ này. Đu đủ dẻo ấy, sấy dẻo ấy. Chứ buồn cười nhờ. Đây này, nó có đây này. 9.000 hai cái. Đu đủ này, xoài này. Đào này, dứa này. Tính mua kim chi để ăn này. Mà kim chi này thì không biết có để được lâu không. Để 5.000 luôn này. Cái này mấy cân? Cái này 400g. Cái này là mấy gam chả biết rồi. Cái này là 800g. Loại này cũng được, loại BBQ cũng được này. Đây là khô bò Hàn Quốc đó mọi người. Khô bò Hàn Quốc nhá. Đây loại miếng này. Nó đang sale giá rẻ mọi người. Đấy. Ăn cũng được. Nhưng mà nó không ngon ở Việt Nam mình đâu. Đây khô bò đây. Ở trên thì loại cay. Đây mực Hàn Quốc ấy mọi người ấy. Mực ở Hàn Quốc bán trong siêu thị này. Nó vừa đắt nó vừa không ngon mọi người ạ. Cái này 6.900 là 2 con. 2 đến 3 con nhưng mà nó không có dâu gì cả. Là 120, 140. Còn loại dưới thì là giống như mực một nắng của mình ấy. Đấy. Rất nhiều dâu mực nhá. Đây là cá khô mọi người này. Mọi người có thể về mang về rang lên xong chấm tương ớt ăn cũng ngon. Ở Hàn nó đang nổi tiếng cái bánh này mọi người này. Nó có nhiều mùi lắm. Đây là vị cái gì ấy, vị quả này, quả mâm xôi rồi. Vị sô cô la này. Vị phô mai này. Mua thử mỗi gói một cái vị nhé. Mua thử nhé. Cà phê ở Hàn Quốc mọi người ạ, trong này nhá, nó đang kiểu như là nó đang tặng quà ấy. Nó rất biết là đánh vào tâm lý người dùng nhá. Nó tặng thêm quà, cái này là móc khóa nhá. Cái này là cái chỗ trải để ngồi đấy đấy. Nó có cả là tặng cả cốc rồi này. Đấy. Đây là nhà mình lấy cái tặng quà cái cốc mọi người ạ. Nhìn dễ thương ha, nhìn ngoài cũng dễ thương. Đây ở Hàn Quốc ấy mọi người ơi. Nước quất 100% này. Mà bán rất là chạy nhá. Còn đây nước này là cái quả gì này, quên tên rồi. Bán cũng rất là chạy mọi người. Đấy. Đây toàn nước mơ này. Nước mơ Hàn này. Mọi người cho đá vào trong cho nước mơ vào uống cũng ngon mọi người. Cũng được. Ở đây mật ong thì nói chung là để nấu thôi. Chứ mật ong nguyên chất thì cũng chẳng phải. Cái này là nước gừng này. Gừng này. Tính mua cái sâm ấy nhưng mà không có sâm mọi người ạ. Mật ong sâm không có. Đây là công viên gần chỗ nhà mình mọi người. Có hoa này, cho sắp sửa mùa thu rồi. Đẹp chưa? Đấy, đây chỗ công viên chỗ nhà mình nó rộng rãi chưa? Và hai bên nhá. Ở đây là mùa thu sang mùa thu xuân rất là đẹp nhá. Đẹp ha. Kia chung cư này.
công viên này rộng lắm. Nó trải dài thế này cơ mà. Tha hồ đi tập thể dục. Video của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé. Mọi người nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.